Mình là Hoàng Mạnh Vinh. Hiện tại mình đang là du học sinh Mỹ học tại trường North Seattle College, Community College. Và hiện tại mình đã học ở bên đó được tầm 9 tháng. Lúc mình qua đó mình chỉ là học sinh lớp 10 thôi. Là mình vừa đủ điều kiện để đi. Thì hiện tại ngành của mình đang học ở bên đó là IT. Thì thiên về máy tính và quản trị viên cũng mạng luôn. Thì hiện tại mình vẫn đang theo đuổi ngành đó. Và có thể mình sẽ có một chút thay đổi là sẽ chuyển qua về học Computer Science. Nhưng mà hiện tại thì môi trường ở trường mình đang học khá là tốt. Không khí rất là trong lành. Mọi người có thể nói đây là một ngôi trường rất là thân thiện. Mọi người đều đối xử rất là tốt với nhau. Cho nên là bạn không cần phải lo lắng gì cả về việc sang bên đó học và không có bạn bè. Thật sự thì lúc em qua đó em cũng có gọi là có một cái lợi thế, đó chính là em có anh trai của em đã ở bên đó trước rồi và chuẩn bị sẵn sàng hầu hết mọi thứ cho em. Nhưng mà thật sự là vẫn có rất là nhiều nỗi lo, sợ rằng là qua đó mình sẽ không thể hiểu được thầy cô nói giảng bài gì, sẽ không thể kết bạn được, cũng như là không có ai chăm sóc. Thì đó là những nỗi sợ em vẫn nghĩ tới. Nhưng mà thì em vẫn cần phải vượt qua thôi. Chăm sóc thì mình có thể tự học để chăm sóc mình. Bạn bè thì mọi người bên đó rất là thân thiện, cho nên là không cần phải lo. Chỉ cần bạn bắt chuyện với họ, bạn nói chuyện thì chắc chắn bạn sẽ có bạn là làm quen thôi. Còn về việc thầy cô giáo, nếu mà bạn không hiểu bài gì thì cứ hỏi họ. Mỗi người đều có một cái time riêng để bạn có thể make appointment với người ta để có thể hỏi lại bài, hoặc là email đến hẳn cho họ để giải đáp những vấn đề đó. Cộng thêm là về nhà bạn có thể dùng từ điển, bạn mang theo từ điển để phiên dịch lại những gì thầy cô nói để hiểu bài hơn. Ở Việt Nam, học lớp 11, 12 bạn phải học cả tận hơn 10 môn học. Nhưng mà ở bên Mỹ thì mỗi mùa trong vòng 3 tháng thì bạn chỉ cần có phải học từ 3 đến 4 môn tùy bạn chọn. Thì bắt buộc là phải học 3 môn, nhưng bạn có thể học nhiều hơn là học 4 môn. Cho nên là chắc chắn không thể nào nặng bằng được. Còn chương trình học thì hiện tại theo mình thấy thì có thể nói rằng chương trình học ở college chỉ tầm khoảng ở lớp 11, 12 thôi, bằng ở Việt Nam thôi. Em hiện tại là qua bên đó mặc dù là có nhiều lợi thế, nhưng mà em vẫn có thể, không thể thích ứng nhanh lắm với lại cách học ở bên đó. Vì hiện tại người ta để thời gian rất là nhiều cho mình để mình tự học là chính. Nên là bắt buộc là bạn phải tự có thói quen để học và tìm hiểu thêm, đọc thêm rất là nhiều sách mới có thể trả lời được những câu hỏi. Cũng như là tại vì đơn giản là người ta dạy chỉ dạy những thứ căn bản và bạn phải tự tìm hiểu thêm, vì sẽ có khá là nhiều câu hỏi bên ngoài do bạn phải tự tìm hiểu để trả lời. Cho nên là hãy tự đọc sách nhiều thì sẽ hoàn thành tốt thôi. Nói với em thì hiện tại em nghĩ là sau khi đi về em trưởng thành hơn không nhiều, nhưng có thể cải thiện về mặt tự tin giao tiếp nhiều hơn. Thật ra là với điểm IELTS 6 chấm thì em nghĩ là đạt được tầm trung bình rồi. Thì có thể vẫn có qua đó mặc dù là có thể không hiểu hết, nhưng mà với những lời em nói thì bạn có thể hỏi lại giáo viên, cũng như là có thể dùng từ điển. Bạn có thể thoải mái mang từ điển vào lớp để ngồi nghe và dịch lại những gì thầy cô nói, cũng như bạn có thể ghi âm lại để về nhà nghe lại cũng được. Trong trường có rất nhiều câu lạc bộ luôn. Thì những cái club được lập ra khá là nhiều. Mỗi môn đều có một club riêng hết. Đến cả game cũng có rồi. Về mọi thứ đều có hết. Thật sự là do ba em tìm hiểu, và cuối cùng ba em đã cho anh hai em đi du học trước và thấy rất là thành công. Và anh hai em học rất tốt, cho nên là cũng tiếp theo là đến lượt em, và cũng vẫn lựa chọn là INEC là sự lựa chọn, và em cũng đi được. Và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.